Shop sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng màu nước dạng thẻ quạt của Superior. Đây là bộ 18 màu nha các bạn. Thì đây là những cái thẻ. Đây có những cái viên màu đây. Thẻ quạt là mình sẽ xay ra dày gọi là thẻ quạt nha các bạn. Đây. Đây là bộ 25 màu. Rồi lát nữa shop sẽ giới thiệu từng món trong cái những cái bộ này nha. Đây là bộ 33 màu. Thẻ quạt là mình sẽ đẩy ra như vậy. Hộp này được một cái là nó rất là tiện lợi, nhỏ gọn ha, mình có thể bỏ theo túi, bỏ theo cặp để khi mà mình đi du lịch đó, nó sẽ không chiếm nhiều quá diện tích của mình nha. Giờ đây là bộ 42 màu. Thì các bạn khi mà cần cái gam màu nào á thì các bạn sẽ mở gam màu đó ha. Không nhất thiết là phải mở hết cái gam màu như vậy. Ví dụ như mình xếp lại, mình cần cái tông của những cái màu này thì mình mở cái tông màu này ra. Mình cần những cái tông của bạn màu xanh này thì mình mở cái tông này ra nha. Không phải nhất thiết là mình phải xòe ra như vậy trên bàn để mà mình vẽ nha các bạn. Đây ha. Thì trong cái hộp này nó gồm có một cây cọ nước tặng sẵn ha. Đây là cái tấm mót mà để các bạn khi mà các bạn rửa cọ nước các bạn có thể chấm như vậy để mà mình giữ cái cọ vô nếp, coi như là mình rửa cọ, mình vệ sinh cọ, mình chùi á các bạn. Phần dưới đây, phần dưới đây thì được coi như là một cái pallet, thay vì mình phải đem theo một cái pallet thì ở đây là coi như một cái pallet nha các bạn. Rồi shop sẽ giới thiệu qua giá của từng loại sản phẩm nha. Thì bộ 18 màu này đang có giá là 170.000, tặng một xấp giấy mẫu. Giấy mẫu là sao? Giấy mẫu là shop tặng để cho các bạn test màu á. Chứ thật ra giải thích cái từ giấy mẫu khó lắm, nói chung tặng một xấp giấy để test màu. Đây là hộp 25 màu thì có giá là 209.000, cũng sẽ tặng một xấp giấy để test màu. Đây là hộp 33 màu thì có giá là 238.000. Thì bộ này sẽ cũng được tặng một cái xấp giấy để test màu nha các bạn. Đây là bộ 42 màu thì bộ này có giá là 270.000, sẽ được tặng một cái xấp giấy test màu. Đây là cái giá của thời điểm hiện tại ha. Đôi khi nó có một số chương trình khuyến mãi hoặc là một số chương trình gì đó mà shop đăng ký, hoặc là shop muốn đẩy mạnh sản phẩm thì shop sẽ có những cái thông tin đến các bạn trên Facebook nha, hoặc là sẽ trực tiếp thông tin trên cái sản phẩm này cho các bạn là sẽ được tặng cái gì đó hoặc giảm cái gì đó. Thì hiện tại chương trình của shop chỉ có tặng giấy mẫu cho các bạn thôi. Rồi đây là dạng màu nước dạng thẻ quạt của hãng Superior nha các bạn. Dạng dạng này thì nó có luôn cả hộp nhựa. Hộp gập thì shop đã làm rồi ha, có luôn hộp nhựa thì hàng nó đang về, khi nào hàng về hộp nhựa thì shop sẽ thông báo đến cho các bạn biết. Rồi cảm ơn các bạn, mình sẽ qua một cái sản phẩm mới nha.